Xin chào tất cả mọi người. Tuần sau là vào cái ngày lễ Giáng sinh rồi mọi người à. Và hôm nay shop mình xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng sản phẩm rất là mới tại shop. Và mình cũng để cái background là màu đỏ cho nó có một cái không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh ha. Và tiện đây mình xin cũng gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình, cũng như là một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà cái dòng sản phẩm Serum C. Thực sự là cái dòng sản phẩm này về shop cách đây vài tuần rồi, nhưng mà mình không có thời gian để quay sản phẩm cho mọi người vì mình cũng đang start up cái spa nhỏ nhỏ. Do đó mà mấy bữa nay không có thời gian để quay sản phẩm mới cho cả nhà ha. Thì hôm nay mới có thời gian thì mình xin giới thiệu một cái sản phẩm mới để mọi người có thể cập nhật thông tin thêm cái sản phẩm chăm sóc và dưỡng da cho mình nha. Và nói đến Serum C Extamat phiên bản 100ml này thì đầu tiên không thể bỏ qua tác dụng siêu khủng của em, nó là làm trắng, mờ thâm, căng láng làn da. Đây là điều không thể tranh cãi khi sử dụng serum vitamin C cho da của mình nha. Nên bất cứ ai có vấn đề về thâm mụn nè, da tối màu, xỉn màu, da loang lỗ không đều màu, da bị nám, sạm, tàn nhang thì mình khuyên là mọi người đừng bỏ qua cái serum vitamin C này nha. Thực tế ngoài việc làm trắng da thì vitamin C còn vô vàn những công dụng tuyệt vời khác mà bây giờ mình xin cập nhật để cho mọi người có thể biết được. Đó là càng dùng nhiều kem chống nắng thì lại càng phải cần dùng nhiều serum vitamin C, bởi đây là loại thần dược phát huy tối đa công dụng của kem chống nắng mọi người à. Ngược lại, kem chống nắng mà đi kèm với vitamin C thì cũng sẽ giúp cho serum này đạt hiệu quả tối đa trong quá trình phục hồi cho làn da của mình. Vitamin C là một thần dược trong việc chống lão hóa cho da nhờ vào khả năng oxy hóa cực kỳ cao từ C nha cả nhà nha. Và muốn có một làn da không tuổi, một làn da trắng sáng hoàn hảo mờ thâm thì các bạn nên tậu cho mình một cái chai serum vitamin C này. Và những công năng vô cùng nổi bật khác của C trên da đó là việc làm thu nhỏ lỗ chân lông một cách rất là hiệu quả mọi người nha. Và mình khuyên là mọi người sử dụng trên da, tức là da sau khi điều trị mụn, sau khi điều trị thâm sạm nám tàn nhang. Còn các bạn nào mà đang trong quá trình là chúng ta bị mụn viêm, mụn mủ, tức là mụn sưng đỏ, đau, sưng tấy thì các bạn không nên sử dụng serum vitamin C. Vitamin C để hỗ trợ điều trị trong quá trình chúng ta chăm sóc da chứ không phải là để điều trị mụn nha cả nhà nha. Vì vậy mà khi mà các bạn sử dụng á, thì chúng ta phải hiểu vấn đề là sau khi các bạn đã điều trị khỏi mụn hoặc là những cái làn da mà dạng mụn đầu đen hoặc là lỗ chân lông to đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái serum vitamin C này. Còn những cái làn da mà sưng tấy, có mủ thì các bạn nên đi điều trị mụn cho sạch rồi chúng ta mới sử dụng serum vitamin C này nha các bạn nha. Và khi chúng ta sử dụng serum C thì da của chúng ta sẽ cải thiện rất là nhiều trong quá trình làm đều màu da cũng như là giảm thâm nám sạm trên da của chúng ta ha mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ quay sơ sản phẩm về cái serum vitamin C 561 này ạ. Và đây là phiên bản 100ml, chai rất là to mọi người ha. Serum C được áp dụng rất là nhiều trong quá trình để phục hồi da cũng như là một số những cái spa lớn sử dụng C trong quá trình tạo C vào da của khách đó mọi người. Thì chúng ta thường sử dụng vitamin C rất là nhiều trong quá trình phục hồi da. Và những cái làn da được phục hồi tại spa thì thực sự rất là đẹp luôn. Do đó mà cái sản phẩm này cũng được cập nhật rất là nhiều để có thể bán ra thị trường cho tất cả những khách hàng mà không có thời gian đến chăm sóc da tại spa, thì chúng ta có thể tự mua để chúng ta chăm sóc da của chúng ta tại nhà nha mọi người ha. Đây là cái chai serum C và cái nước ở bên trong mình lắc mọi người có thể thấy. Cái chai này 100ml nha cả nhà, sử dụng rất là lâu ha. Vì dòng serum là dòng cô đặc. Và khi chúng ta sử dụng thì sẽ cải thiện rất là nhiều trên da của chúng ta luôn. Có một số khách hàng khi mà gọi cho mình thì hay mắng vốn bằng những cái câu là tại sao em sử dụng
gần hết một chai rồi mà em không thấy thay đổi gì cả mọi cả chị à. Thật sự là nếu mọi người muốn biết có thay đổi hay không, chúng ta hãy chụp hình của chúng ta lại. Mình khuyên là mọi người nên chụp bằng cam thường, tức là camera thường đó, và chúng ta sẽ so sánh với việc chúng ta sử dụng serum C sau khoảng thời gian là 3 đến 6 tháng hoặc là 1 năm gì đó, chúng ta quay lại xem da của chúng ta cải thiện nhiều hay không nha mọi người nha. Chứ thực sự nếu khi chúng ta sử dụng mà chúng ta không chụp hình ảnh của chúng ta lại lúc mà chúng ta chưa sử dụng thì có thể là chúng ta nhìn bằng mắt thường rất khó thấy cái việc thay đổi của chúng ta khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da nha. Và mình khuyên là khi mọi người sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc, tức là những cái mỹ phẩm tốt và chiết xuất từ thiên nhiên, thì chúng ta phải cho thời gian những sản phẩm này hấp thu để thay đổi tế bào da của chúng ta từ bên trong. Mọi người đừng có gấp gáp quá mà sẽ làm hại da của chúng ta đó. Vì những cái sản phẩm mà nhanh làm đẹp da, căng bóng da, thật sự là nó sẽ có tác hại của nó đó. Cho nên những cái sản phẩm mà thực sự chiết xuất từ thiên nhiên thì mọi người phải để chờ cho thời gian cho sản phẩm thẩm thấu vào da của chúng ta ha. Đừng có mong chờ là cứ một tuần hai tuần mà chúng ta muốn đẹp nhanh thì không có được đâu ạ. Đó còn tùy thuộc vào mỗi làn da nữa. Ví dụ như những cái làn da đã được spell tại spa thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm như thế này thì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng cực kỳ đẹp luôn mọi người ha. Còn những cái làn da của chúng ta khi bắt đầu sử dụng sản phẩm mà vẫn chưa được đẹp thì dĩ nhiên là phải cho nó thời gian mọi người à. Và các bạn muốn mua sản phẩm serum vitamin C 561 hàng chính hãng thì các bạn liên hệ chính mình với hai số điện thoại này vẫn như trên bảng tên. Mọi người có thể gọi cho mình trực tiếp hoặc là add Zalo. Tuy nhiên mình vẫn thích là mọi người add Zalo hơn, vì khi đó mình có thể biết rõ được là các bạn muốn mua sản phẩm nào cũng như là muốn tư vấn về sản phẩm nào nó dễ hơn so với việc là các bạn tả sản phẩm cho mình ha. Tại vì thực sự là mình quay rất là nhiều clip ở trên YouTube, cho nên một số khách hàng khi gọi cho mình cứ hỏi rằng serum bạn mới quảng cáo là bao nhiêu tiền, thì thực sự là mình rất là khó biết là serum đó là serum gì, tại vì mình quay rất là nhiều clip các bạn à. Do đó mà một là các bạn đọc tên cái serum đó ra, và một số khách hàng không đọc được tên của sản phẩm luôn, chỉ có tả cho mình thôi, thì thực sự rất là khó, tại vì mình bán rất là nhiều sản phẩm luôn. Do đó mình mong rằng các bạn add Zalo của mình ha, hoặc đọc tên sản phẩm ra, như đây là serum C 561 nha cả nhà. Chai này 100ml ha, chúng ta sử dụng rất là lâu, cam kết là trên 4 5 tháng luôn ạ. Dùng rất là lâu nha mọi người. Một ngày chúng ta sử dụng 2 lần, sáng và tối, và mỗi lần chỉ tầm 1 đến 2 giọt thôi là đã đủ cho toàn bộ khuôn mặt của chúng ta rồi nha. Và khi các bạn muốn phục hồi tái tạo da sau khi các bạn đi spell da tại spa thì mình khuyên các bạn nên sử dụng serum vitamin C, vì nó sẽ phục hồi cho làn da của chúng ta rất là nhanh nha mọi người. Xin chào và hẹn các bạn vào một dịp sau ha. Xin chào mọi người nha. Mình xin kết thúc cái clip này ở đây ạ. Xin chào.